con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tuyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Dạ bây giờ đã đến giờ kệ, hôm nay chúng ta sẽ lại kệ lại bài kinh pháp cú số 231 mà học ngày hôm qua. Dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhân. Dạ không biết đại đức có chiếc máy không ạ? Nếu đại đức có chiếc máy con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhân xung phong ôn lại bài kinh pháp cú số 231 ạ. Dạ con thấy đây tín hiệu của sư, kính cung thỉnh sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức cùng tất cả chư tôn đức tăng. Con xin được phép ngâm kệ số 231. Ca yam pa ko pang ca ca ya pa ko Bằng rakhayang kayena sang puto siyang kaya dukchari tang hitwa kayena su charitang chare kaya pako bang rakhayang kayena sang wato siyang kaya duk chari tang hi toa kaya na su chari tang chare kaya pako pang rakhayang kaya na sang vuto siyang kaya duk chari tang hi toa kaya na su chari tang chare. Giữ thân đừng phẫn lộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng, nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Phổ thơ của Hòa thượng Duy Đức ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Giờ sư xin xuống mic ạ. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 231. Ca dắp ba cô bằng rác khay giá, ca dê ná sằng bú tù xí già, ca giá đút chá rí tăng hí tòa, ca dê ná su chá rí tăng chá rê. Ca dắp ba cô bằng rác khay giá, ca dê ná sằng bú tù xí già, ca giá đút chá rí tăng hí tòa, ca dê ná số cha ri tăng cha rê ca dấp ba cô bằng rắc hay giá ca dê ná sằng bú tù xí già ca giá đốt cha ri tăng hi tòa ca dê ná số cha ri tăng cha rê.
Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, giới thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ca giáp bát cô bằng rắc hay giá, ca dê nát tầng vũ tù xí già, ca giá đúc chá rí tầng hí tòa, ca dê nát xú chá rí tầng chá rề. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, sư thú lành thay, cảm ơn chị Rạng Đâm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, kính lễ với cô tu nữ, cô Tham Ma Cha Tí, cô Như Pháp và kính chào đại chúng. Rè. Hiện mình bây giờ nghe được là mừng lắm rồi đó. Luồng gấp nguồn lập Lào Cai. Vậy thì giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 231. Ca giáp bắc cu bằng rắc khay giá ca dê na sam bu tô chi ya ca giáp đúc cha di tăng hi toa ca dê na tu cha di tăng cha về ca giáp ba cô băng rật thầy gia ca dê na tâm bồ tổ thi gia ca gia đục cha bi tăng nhị toa ca dê na su cha bi tăng cha về ca giáp bắc cô bằng rắc khay giá ca dê nát sầm vu tô xí già ca giá đúc cha đi tăng hi tòa ca dê nát xú cha đi tăng cha rề giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ca giáp ba cô băng rạch thầy gia ca dê na sâm tô thi gia ca gia đục cha di tăng di toa ca dê na su cha di tăng cha rê giữ thân phải biết canh phòng gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Khổ thơ Hòa Thượng Duy Đức. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Lào Cai. Dạ kính mời chị. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được ôn bài câu Pháp Cú 231 ạ. Cảm ơn chú Quát Khán Há cho bài. Cảm ơn Sít Quang Thanh cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc ạ. Ca giáp ba cô bằng rắc khay giá ca dê na tăng phút tô si ra ca giá đúc cha ri tăng hít quả ca dê na sút cha ri tăng cha rê ca giá ba cô bằng rắc khay giá ca dê na tăng phút tô si ra ca giá đúc cha ri tăng hít tòa hít tòa ca dê na su cha ri tăng cha rê giữ thân đừng phẫn nộ
phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng, nay mai. Xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kệ. Cà gia pa cô bằng rắc khay gia, cà nê na tăng vô tô si gia. Cà gia đút cha rì tăng hi toa, cà dê na su cha rì tăng cha rê. Cà gia pa cô bằng rắc khay gia, cà dê na tăng vô tô si gia. Cà gia đúc cha rì tăng hi toa, cà dê na su cha rì tăng cha rê. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng, nay mai. Xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ác đầu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Đã con đã ôn bài xong, con xin dâng mic đến một vị khác ạ. Con xin phép và xin mic. Dạ, kính cảm ơn cô Pháp Nguồn. Dạ, con sư Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý thiện hữu. Con xin đọc pháp cú 231. Ca giáp bá lô, ca giáp bá cô bằng rắc khay ya, ca về ná sang bút tô xí ya, ca giá đúc chá rí tăng hít tòa, ca về ná xuất chá rí tăng chá rê, ca giáp bá lô, ca giáp bá cô bằng rắc khay ya. Cà dê ná sang út tô xí già, cà giá đúc chá ri tăng hít tòa, cà dê ná su chá ri tăng chá rê, cà giáp ba cô bằng rắc khay ya, cà dê ná sang út tô xí già, cà giá đúc chá ri tăng hít tòa, cà dê ná su chá ri tăng chá rê. Cà giáp bao cô bằng khay ya, cà dê na sang bù tô si ya, cà giáp đúc cha rì tăng hi toa, cà dê na xuất cha rì tăng cha rê. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Là bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, dình thân bảo vệ hết lòng nay mai. Xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc đầu. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ mong sức sư ma. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú câu số 231. Ca giáp bá cô băng ráp hay giá, ca dê ná xăm bú tô xí gia, ca giá đúc chá rí tăng hí toa, ca dê ná xú chá rí tăng chá rê, ca giáp bá cô băng ráp hay giá, ca dê ná xăm bú tô xí gia, ca giá đúc chá rí tăng hí tòa, ca dê ná xú chá rí tăng chá rê, ca giáp bá cô băng rắc khay giá,
ca ye na sang vũ tô xí ya ca giá lúc giá rí tăng hí tòa ca ye na xú giá rí tăng giá rê. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, giữ gìn bảo vệ hết lòng nai vai, xả ly hình ác với tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sipina. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 231. Khai Giác Bác Cô Băng Rách Rách Khai Giác Ca Dê Na Sang Bút Tô Si Gia Ca Giác Túc Chá Rí Tăng Hí Tòa Ca ye na su cha ri tăng cha re ca yap pa ko pang rak khay ya ca ye na sang mu to si ya ca ya tuk cha ri tăng hi toa ca ye na su cha ri tăng cha re. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kaya paku pangrangiya kaya na sang muto siya kaya duca ri tang hitoa kaya na su cari tang cari kaya paku pangrang kaya kaya na sang muto siya kaya duca ri tang hitoa khai ye na su cha ri tăng cha ye. Giữ thân phải biết canh phòng, nhìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Tô Đồng Đồng, Nam mô Cô Tín Na đã cho biết ngày em dạ. Dạ con còn nói cha rí xin kính lãnh đế từng tọa mình nào. Kính lãnh đế chư tôn đức tâm mà nói trong em con mình được biết là cảm ơn cô Đồng Thăng đã cho biết ngày em đó. Xin kính mấy cô tuổi viên xin kính chào hết toàn thể quý vị. Dạ xong, cảm ơn chú Ba Thành Lá đã bước bài. Sau đây con xin phép cho bài Pháp Cú Kinh 231 ạ. Kaya pa ko bằng ra khai ya Kaya na sam bu to si yam Kaya duk cha ri tang hi toa Kaya na su cha ri tang cha rem Kaya ba ko bang rang khai ya Kaya na sam bu to si yam Kaya ca gia đúc cha di tăng hi văn ca gia na su cha ri tăng cha rên ca dâm ba cô bằng đắc khai gia ca gia na sang du tu si dâm
ca gia đúc cha đi tăng hi toa ca gia la su cha đi tăng cha ren giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ ác với thân nàng mạnh lành đó là tổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu giữ thân phải biết căn phòng gìn thân bảo vệ hết lòng may mai xả ni hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu đó là tổ thơ của hòa thượng Giới Đức dạ con đã trả bài xong rồi giờ này không thấy cô Như Pháp dạ mời mời cô Cẩm Vân đứng mít dần nha sa thứ lành thầy cô tu nữ tham chà rị rất hoan nghị được thấy cô kể nghe cô kể hôm nay Quang Thanh thấy sang giơ tay để kể mời Quang Thanh nhá alo mời Quang Thanh nhá dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam ân đức Phật ân đức Pháp và ân đức Tăng con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thăm Má Trá Rí và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 231. Con cảm ơn cô chú Quát Thần Á đã bắt bài. Ca Ráp Ba Cô Bằng Rắc Khay Dạ Cà Rê Na Sàng Vũ Tô Si Hà Cà Ra Đúc cha ri tăng hi tòa ca re na su gia cha di tăng cha re giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành ca ra ba cô bằng răng khay nha ca re na sang phù tô si ya ca ra đúc cha rì tăng hi toa ca rê na xúc cha rì tăng cha chê ca ra ba cô bằng rắc khay ya ca rê năng sang phù tô si ya Cà ra đúc cha rì tăng hi toa Cà rê na su cha rì tăng cha ye Giữ thân phải biết canh phòng Dìn thân bảo vệ hết lòng nay mai Xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu đấy là bản dịch hòa thượng Giới Đức dạ con đã đọc xong con kính mời chú Thần Á dạ sa thu lần thầy Quang Thanh nam mô Phật Thầy dạ nam mô Tham dạ nam mô Sang Khai dạ dạ con xin được thay mặt đại chúng trong rung để thỉnh pháp sư trước khi cùng tiền đại đức Tuệ Nhẫn hoan hỷ từ kệ giảng bài kinh pháp cú số 231 vừa đúng giờ ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Brahmacaloka thipati sahampati katanjari anti warang. อายาจถาสันติธาสัตตปริยัคขชาติกาเทเสตุธัมมัง อนุกัมปิมังปะชัง Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời Nhưng chẳng gì hỡi quyết lòng mở đạo dạy đời Nhâm vườn lộc giá ngài rời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính dư pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nếm hương vị hữu dư niết bàn
rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nam mô Phật Thà Giá. Thay mặt đại chúng trong rôm, con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng tư vương ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 232. Nam mô Phật Thà Giá. Và con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, giờ này là giờ hạnh phúc nhất, giờ này là giờ tốt đẹp nhất. Mọi thứ lại qua đi nữa rồi, từ sáng đến giờ có vô vàn những thực tại trong đời sống của chúng ta. Và nó qua đi mà không có một chút hiểu biết nào. Hầu như ngày nào chúng ta sinh ra, cuộc sống cũng là như vậy cả. Mặc dù chúng ta nghe chánh pháp của Đức Phật, vô minh thật là một bóng đêm, thật là kinh khủng. Và chúng che mờ đi những cái pháp trong đời sống hàng ngày. Cuộc sống này không có cái gì tồn tại cả. Và không có một con người nào ở bất cứ một thế giới nào. Cũng như chúng ta đến thế giới này chưa có cái thấy, chưa có nghe, ngửi, nếm, chưa có tham sân si. Chúng ta đến thế giới này chưa có phiền não. Chúng ta đến thế giới này chưa có hình hài. Và rồi các duyên của các pháp hình thành lên những pháp hữu vi, và từ đó mọi sự chấp thủ được hình thành. Cuộc sống ở tất cả mọi thế giới chỉ là những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm đụng và suy nghĩ ở chỗ này, chỗ kia, và rồi tan biến. Và tất cả những thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, suy nghĩ đó đều về những cái sắc, thân, hương, vị, xúc, những cái tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh của những do duyên của chúng. Từ đó mà si mê, tham đắm, chấp thủ. Và nếu như không có Đức Phật ra đời thì hoàn toàn những cái này vẫn chìm vào trong bóng tối, không có sự giải thoát. Chúng thật là vô nghĩa phải không? Tất cả mọi thứ dầu nó tốt đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cái vô thường luôn luôn hiện diện trong các pháp hữu vi. Cũng như ngày hôm qua, bao nhiêu những vẻ đẹp, bao nhiêu những cái sự hạnh phúc, chúng đều đã tan biến. Chúng không bao giờ quay trở lại nữa. Đau khổ của ngày hôm qua cũng vậy. Như vậy, Đức Phật đã dạy cho chúng ta tất cả pháp hữu vi dầu là trí tuệ, nó vẫn cứ mang bản chất của khổ đau. Vì chúng vô thường. Sao lại không khổ đau được? Bởi vì thế giới này chỉ là những duyên hợp của các sắc và các danh khác nhau, sanh khởi và hoại diệt. Chân lý và giáo pháp, các pháp luôn luôn đang hiện diện ở ngay đời sống của chúng ta trong từng khoảnh khắc, nhưng đã không có một cái hiểu biết gì về chúng cả.
Hàng ngày chúng ta vẫn thấy và chạm vào những cái tứ đại, chạm vào các cái đế của nó, chạm vào các cái sự thật. Nhưng hoàn toàn chúng không được sanh khởi bởi trí tuệ, bởi chánh niệm, vì chúng ta không được nghe giáo pháp một cách cẩn trọng, không được suy xét một cách đúng mức. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn là cô đơn, vì chỉ có một khoảnh khắc sanh khởi và hoại diệt. Tất cả chúng ta đang chìm si mê với cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm trong đời sống hàng ngày. Và các bậc thánh thì cũng không có giác ngộ ở đâu ngoài những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày. Các ngài thấy rõ, biết rõ và không còn chấp thủ chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đối tượng thị giác, các ngài biết rõ chúng không phải là một con người, không phải là một đàn ông, đàn bà. Mặc dầu ngài tiếp xúc, ngài giao tiếp, ngài trò chuyện, nhưng mà ngài biết rất rõ về chúng. Thì người con Phật của chúng ta muốn giác ngộ thì cũng phải đi theo con đường đó duy nhất mà thôi, không có con đường nào khác cả. Không có sự hiểu biết về các thực tại trong đời sống, không có ai nếm được hương vị giải thoát. Thực tại thì có ở đây, bởi vì chúng xuất hiện, chúng phải xuất hiện thì mới có thế giới. Nếu như mà không có cái kinh nghiệm xuất hiện, thế giới này chỉ là đất nước lửa gió. Nếu mà không có cái kinh nghiệm chúng thì không có thế giới. Như vậy thế giới của pháp, như vậy thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và suy nghĩ là sáu thế giới riêng biệt. Chúng do duyên của chúng mà sinh khởi. Cũng vậy, có những người thì chỉ có năm thế giới, ví dụ như người mù. Có người thì có bốn thế giới, có người bị mù, bị điếc. Nhưng mà thế giới nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thế giới của pháp. Như vậy cái thấy thì nó không thể là cái nghe được, cái nghe không thể là ngửi, cái ngửi không thể là nếm, và cái nếm không thể là một cái gì khác cả. Và ngày nào thì pháp nó cũng đang hiện khởi ở đó. Cái mà chúng ta biết ngon, thích thú không phải là cái nếm. Nó là một pháp khác. Nhưng mà hầu như là chúng ta có thể thuộc rất nhiều kinh điển, nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta hoàn toàn quên đi các cái pháp sanh khởi trong đời sống này. Đó là một vô minh rất là lớn. Và chúng ta chỉ muốn tỏ thái độ mình tích lũy thật nhiều kiến thức, chúng ta sẽ biết về Niết Bàn là như thế nào. Nhưng mà những cái thực tại của pháp hoàn toàn chúng ta không bao giờ chạm tới, mặc dầu nó đang có mặt ở đây. Và bây giờ nếu mà chúng ta không thể đối diện được với thực tại này thì có cách nào để mà chấm dứt sanh tử luân hồi hay không? Điều đó là không thể. Và dầu chúng ta có hiểu biết đúng đắn trong sự nghe pháp này, có các bậc hiền trí chư đại đức tăng thuyết giảng, thì chúng ta cũng phải mất rất nhiều thời gian, vô lượng thời gian để mà vun bồi trí tuệ cho chúng
đủ cái năng lực thì mới đạt được cái lời Đức Phật dạy. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng qua quá trình pháp học đã là khó rồi, suy xét đúng đắn về các pháp trong đời sống hàng ngày lại khó vô cùng, một thời gian rất dài, thậm chí mất nhiều kiếp sống. Nhưng nó thật là xứng đáng với cái thành quả đem lại. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo. Alo, quý vị còn nghe rõ không? À dạ, tốt quá. Như vậy thì một ngày hay một năm hay 10 năm mà chúng ta chỉ tích lũy kiến thức trong kinh điển giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta vẫn cứ tối mù trong các cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta khéo học pháp của Đức Phật mà khéo kinh nghiệm được trong đời sống hàng ngày từng chút một, dầu là một khoảnh khắc có trí tuệ trực nhận được một cái thấy hoặc cái nghe thôi, thì đã vô cùng lợi lạc. Đó mới là thực sự lợi lạc. Vì sao vậy? Khi mà mình hiểu được một thực tại rồi thì dần dần các thực tại khác sẽ mở ra toàn bộ với trí tuệ. Nó sẽ thấy được rằng mỗi thực tại có một cái khác nhau hoàn toàn. Chúng mang cái tính chất riêng biệt. Cái thấy là riêng, cái đối tượng được thấy là riêng biệt, nghe là riêng, là một pháp khác. Chúng là một duyên khác hình thành lên, và âm thanh cũng vậy. Và thế giới này thật vô thường, thật trống trải, thật rỗng không, thật vô ngã, thật không bền vững. Và khi chúng ta hiểu được các pháp thì tham sân si nó không là vấn đề gì đối với chúng ta nữa cả. Người trí có đủ kham nhẫn để đối diện khi tham sân si sanh khởi và chấp nhận chúng như chúng là. Làm sao có thể các pháp đó sanh khởi lên mà chúng ta tránh né đi đâu được? Không ai tạo ra chúng cả. Do chúng ta không hiểu được các duyên sanh là vô ngã, nên thế giới này mù lòa, nguyện cầu ước vọng khát khao, mong được giác ngộ. Nhưng mà trí tuệ lại không được sanh khởi. Vậy khi mà trí tuệ đã rõ biết thì sao vậy? Thì chúng nghĩ rằng ngày mai cũng không có gì đáng phải lo cả. Ngày mai dầu bao nhiêu bất thiện đến, nó cũng đến theo duyên của chúng, rồi chúng cũng vô thường. Ngày mai mọi thiện pháp đến, chúng cũng lại vô thường nữa mà thôi. Cũng như hằng nhiêu kiếp, hàng bao nhiêu bất hạnh rồi vô thường. Như vậy là pháp Đức Phật dạy vô thổ và vô ngã nó vô cùng thâm sâu. Không phải là chúng ta nói vô thổ
mà thật sự khi có trí tuệ mới hiểu được bản chất vô thường. Từ sáng đến giờ, vô lượng những thực tại đã qua hay không? Không có một hiểu biết gì cả. Tại sao nó lại không có duyên như vậy? Bởi vì chúng ta thiếu sự nghe pháp một cách chân chánh. Và chúng ta cần phải nghe pháp một cách đúng đắn và suy xét. Cái gì là thực hiện giờ? Chỉ có cái là thực hiện giờ. Không có cái gì khác cả. Nếu như mà chúng ta không thấy được cái là thực hiện giờ thì chúng ta không thể là con của Đức Phật được. Cái là thực hiện giờ là cái gì? Là Niết Bàn ư? Không, Niết Bàn nó chưa hiện khởi. Cái này là thực hiện giờ. Chúng ta cần phải biết những cái nó đang là thực hiện giờ. Ví dụ như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái suy nghĩ, sân hận, buồn bực, đói khát. Những cái đó là cái gì? Đói là danh hay là sắc? Xuyên qua cái ngôn từ chúng ta bỏ đi và chúng ta quay lại với thực tại của chúng thì chúng ta sẽ khám phá ra được. Nơi thân tâm này để chúng ta tự hiểu lời Đức Phật này. Như vậy tâm sân cũng là một pháp sanh khởi rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Và cái khẩu bất thiện của chúng ta cũng sanh khởi rất là nhiều. Như lý do nào nó sanh. Vì khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta mới chế ngự được thân hay khẩu hay ý của mình. Ngoài trí tuệ ra, không có một pháp nào có thể làm cho những cái nghiệp thân khẩu ý này có thể trong sạch được. Điều đó là không thể xảy ra được. Bây giờ chúng ta trở lại bài học. Và bài học này rất là ngắn, do vậy nói cái đầu đề. Vì cái tích chuyện nó cũng rất là ngắn. Và chúng ta học pháp thì không quan trọng, mà quan trọng nhất cái người truyền đạt pháp làm sao để cho người nghe thấu hiểu được cái lợi ích. Tối đa nhất để phá vỡ những cái tà kiến, những cái vô minh. Bây giờ chúng con xin đọc cái câu kệ này một lần. Câu kệ số 232 là Quá chi bác cô băng rắc hay giá Quá cha giá sang vũ tô si gia Quá chi đức cha ý tăng hí toa Quá cha giá su cha ý tăng cha rê. Nếu căn phòng sự phẫn nộ của khẩu lên là người đã được thu thúc về khẩu, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu, khẩu ác hạnh, lên thực hành hành vi tốt đẹp, thiện do khẩu. Như vậy chúng ta thấy được rằng khẩu ở đây thì Đức Phật nói là chửi rủa này, nói lời ác độc này, nói lời phù phiếm này, nói lời không thật này,
nói điêu ngoa này, nói giả dối, nói đâm thọc. Như vậy thì ở trong năm giới thì nói là nó nói về cái khẩu thì bốn, nhưng mà nó diễn hoạt trong đời sống hàng ngày thì nó là vô lượng. Theo các cái duyên của nó thì nó là vô lượng, vô lượng. Có những người rất là đạo mạo, nói rất là hiền từ, nhưng mà cái lời nói đó nó hàm chứa những cái tà kiến, những cái tà tư duy ở trong đó, dẫn dụ con người đi vào những cái con đường sai lạc, chứ không phải là lời thô ác. Không, thưa quý vị, nhớ như vậy. Có đôi khi những cái lời rất là thô nhưng mà lại rất là thật. Có những cái người nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là thanh tao, rất là tao nhã, nhưng mà cái lời đó là cái lời của vô minh, lời của tà kiến, lời của cái sự hướng dẫn lầm lạc chúng sanh đi vào những cái khổ cảnh. Cái đó rất rất là nhiều trong đời sống này. Chứ không phải khẩu ác thì chúng ta chửi ta mới là khẩu ác, thưa quý vị. Cái khẩu đó đó mới là tai hại. Chứ còn đôi khi ta sân hận, người ta chửi một vài lần thì nó cũng là ác, là bất thiện. Đức Phật khuyên bảo, nhưng mà có những cái loại khẩu ác chúng ta biết là nó hàm chứa những cái tà kiến, nó du ngủ và rất tế nhị. Như vậy để cho chúng ta thấy được là không dễ gì, không dễ gì mà có được cái khẩu thanh tịnh. Chỉ có mỗi một con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật dạy, xuyên qua tứ niệm xứ này thì mới thanh lọc toàn bộ được tam nghiệp là thân, khẩu và ý mà thôi. Vì sao vậy? Vì chánh kiến nó sẽ sáng tỏ tất cả mọi loại pháp thuộc về ý, về thân, về khẩu. Có sự hiểu biết rõ ràng, chứ không có ai làm cho thân khẩu ý của ai thanh tịnh được, mà tùy thuộc vào chi kiến. Vậy đúng, chúng ta phải nhớ là Bát Chánh Đạo với chánh chi kiến nó đi đâu. Nếu mà nó không được thiết lập từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác, từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, thì không thể nào, không có ai có thể giác ngộ được. Chúng ta phải luôn luôn bỏ qua tự ái và luôn luôn phải trở về với khoảnh khắc hiện tại và luôn luôn phải bắt đầu. Bởi vì phiền não nó dai dẳng và nó thâm sâu và nó vô lượng, vô minh. Do vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Khi nào mà chúng ta bắt đầu một cách thuần thục với chánh chi kiến rồi thì đó cũng chính là sự kết thúc của con đường sanh tử. Chúng ta phải phá vỡ hết mọi rào cản kiếp này, sau tôi là như này, tôi là như thế kia. Kiếp sau không có ai cả, không có tôi nào cả. Chỉ có các pháp lại tiếp tục sanh khởi theo nhân duyên của nó. Nếu bây giờ là thiện, nếu bây giờ là ác, nếu bây giờ chưa là tu đà hoàn, chưa là tư đà hàm, chưa là a la hàm, chưa là a la hán, thì lại là gì? Lại là nhân, là quả thôi. Lại là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm ở chư thiên, ở cõi trời, hay là ở phàm thiên, hay là ở biển sâu, ở hang hốc, ở rừng núi, ở khe sông, khe suối, ở hai chân, ở bốn chân, ở nhiều chân mà thôi. Rồi ở đâu đâu thì cũng là những cái pháp tánh này có mặt và hiện khởi theo nhân duyên này tiếp tục vận hành, không có gì khác cả. Ngày mai có cái gì các bạn biết không? Không có gì hết. Ngày mai nếu có thức dậy cũng lại là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là tham, là sân, là si, là buồn, là giận.
Rồi đêm nay ngủ say thì không có gì thức dậy cả, phải không ạ? Không có nhà cửa, con cái hay thân tôi, của tôi, tài sản gì thức dậy hết. Như vậy, người trí với người ngu đi ngủ, ngủ say nó đều giống nhau hết, đều an tịnh hết á. Nhưng mà khi thức dậy mới biết ai là người trí, ai là kẻ ngu, phải không? Ngày rồi lại ngày trôi qua nữa thôi, các pháp thì luôn luôn hiện khởi, nhưng vẫn không có sự hiểu biết nào, phải không? Nếu mà có được một sự hiểu biết là tốt vô cùng vô tận. Cái từ Vachi Pakupang Vakheya là lên căn phòng cái sự phẫn nộ của khẩu. Vậy Đức Phật biểu căn phòng ở đây là căn phòng bằng cách nào? Chúng ta phải hiểu biết, có cái sự hiểu biết. Hiểu biết được cái sự tai hại của lời nói. Khi mà mình xúc phạm đến người đó bằng những cái tâm ác độc, cái tâm sân hận. Im lặng cũng là một loại chánh ngữ nữa đó, chứ không phải là không đâu. Chúng ta đi đến đâu chúng ta tác ý, ôi, hãy lặng thinh. Nếu ta nói cái gì thì ta hãy nói tùy thời đúng pháp, còn không ta hãy im lặng. Đó cũng lại là một loại chánh ngữ nữa. Cái từ Vachipakupang, Vachipakupang nó là một cái hợp từ gồm có hai từ Vachi, Vachi và Pakupang. Vachi tức là cái miệng, cái khẩu. Như vậy chúng ta thấy rằng là lời nói của phàm phu chúng ta luôn luôn là nó bất cập, luôn luôn là nó niệm bình ngã. Và luôn luôn nó nói thói tâm vực, chứ không có nói cái lời của chánh pháp, rất là ít. Đến người con Phật của chúng ta ở trong chùa hay ở này kia, chúng ta còn thăm dò và chỉ trích nữa. Cái đó là cái pháp tự nhiên nó sanh khởi khi phiền não nó có mặt. Vậy chúng ta thấy rằng là pháp nó không có, nó không có dành riêng cho ai cả, phải không ạ? Nó không dành riêng cho ai cả. Người nào có duyên tốt đẹp, dầu là cư sĩ, bần hàn hay chăng nữa, không có tiền, có bạc, nghèo, khốn rách, áo ơn, người ta khinh rẻ, nhưng mà cư sĩ đó đức hạnh thì vẫn là đức hạnh mà thôi. Vậy cái nhóm từ Lam Tánh chia theo đối cách là sự phẫn nộ của khẩu, sự giận dữ của lời nói. Và chúng ta biết là lời nói thì nó có thể sắc hơn là một con dao. Đó. Nó, lời nói nó phá vỡ sự nghiệp, rồi phá vỡ gia can của một người khác. Và nó làm cho nghi ngờ, bất hòa lẫn nhau rất rất là lớn. Vậy chính vì vậy mà Đức Phật dạy là phải căn phòng cái khẩu nghiệp này. Nên có những người câm ý hóe, trí chóe từ cả đời, gọi được tiếng mẹ, mặc dầu sanh lên làm người. Có những loài thì câm cả đời, như loài rắn loài rít thì chúng không có ca hát, không có được. Mà câm mà không được, không tiếp xúc được thì cũng không có duyên để mà phát triển trí tuệ được. Như vậy thì
khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta cần phải bảo vệ cái khẩu của mình. Khi mà chúng ta có hiểu biết, chúng ta suy xét về các pháp, cái từ quá chi quá chá là một cái danh tính từ trung tánh là lời nói. Vậy chúng ta thấy là lời nói có người thì nói như hoa, như mật. Lời nói của có nhiều người, lời nói như kim cương, lời nói như ngọc báu, như lời nói của Đức Phật, lời nói của các bậc thánh, lời nói của Đức Hạnh. Lời nói như kim cương, như mật, như hoa, thơm ngát, đầy giới hạnh, bay xa ngút ngàn. Có những lời nói thì nó như phân, như phẩm. Như là độc dược, như là đao, kiếm. Cũng là lời nói. Hả? Như vậy, lời nói đem đến rất nhiều những cái lợi ích, nhưng mà cũng đem đến rất nhiều tai họa nếu mà lời nói ác, lời nói phẫn lộ vì cái sự ganh tị, ganh tức của mình, vân vân. Và chính vì vậy nên là chính vì các cái nghiệp sai biệt như vậy nên chúng sanh ở đời này nó mới khác nhau. Có người sanh ra thì giọng nói ngọt ngào, thanh tao, từng lời đều đem đến cái sự an lạc đến cho người, cho đời. Những cái giọng ca, những cái tiếng rất là hay, còn có người thì có những cái giọng nói đó. Do đâu? Do chính những cái cử chỉ, những cái nghiệp này, những cái hành động này mà Đức Phật khuyên con của Ngài không có, hay giữ gìn phòng hộ cái sự phẫn nộ. Và giải thoát là gì? Giải thoát không là gì cả, mà giải thoát các cái bất thiện đó. Thì cũng giải thoát tam nghiệp. Như vậy là khẩu nghiệp là một trong những tam nghiệp. Và cái khẩu nghiệp của chúng ta nó không thanh tịnh, làm sao mà có đạo, có quả, có cái gì ở trong đó được, không có được đâu. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Pakopá. Pakopá là một cái danh từ nam tánh chỉ cho sự phẫn nộ, tức giận. Như vậy mỗi khi chúng ta tức giận thì chúng ta hãy kham nhẫn, im lặng và hãy nhắc đây là ác bất thiện pháp. Đây là sự si mê, kẻ bại tấn công tâm ngươi mà ngươi còn biết nữa. Và bây giờ ngươi thoát, ngươi phát ra những cái lời này, ngươi được cái ích lợi gì, ngươi đem cái gì, ngươi đem cái lời ác độc đúng cho người khác mà biểu người ta thương hại ngươi, biểu người ta tốt lành với ngươi, làm sao mà được? Đó. Tiếp theo nữa là cái từ Vācāya Sambhuto Siyā, là lên là người đã được thu thúc về khẩu. Người đã thu thúc về khẩu. Cái điều này rất là thường nghe, chúng ta thường nghe nhiên nè, nó tốt đâu. Chúng ta thấy các pháp nó cứ ngấm dần và nó hết sức tự nhiên trong đời sống. Và chúng ta thường nói pháp, thường nghe pháp, thường nói với chúng thì sao vậy? Thì những cái lời nói bất thiện nó sẽ không có mặt. Vācāya, Vācā là một cái danh từ nữa. Ở cái câu kệ này chia theo sử dụng cách là bằng hay là xuyên qua lời nói. Như vậy là chúng ta biết là xuyên qua lời nói cũng biết được kẻ đó là kẻ ác hay người hiền. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Vācā Kucca,
Vacha đúc chát, Vachi đúc chát, Chari tăng hí toa, là sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu ác hạnh. Như vậy không ai làm cho chúng ta xấu cả, mà cái khẩu ác hạnh của chúng ta làm cho chúng ta xấu và thôi. Như vậy chính lời nói của chúng ta, chính cái ác hạnh của chúng ta ra, nó chỉ cho chúng ta Mi là người đê hèn, chứ không phải người khác chửi Mi mà Mi trở thành đê hèn. Mà để từ bỏ được nó thì sao? Rất là khó phải không ạ? Chúng ta phải sống với hội chúng tốt đẹp, chơi với bạn hiền, các cái mối quan hệ cần phải tránh những cái kẻ ác, những cái người nói không thật, những cái người giao du cần phải giao du với người bạn lành, và thường là sống độc cư, thanh tịnh, và thường suy xét về các pháp. Và chính vì vậy cái khẩu nó là gì? Là một trong gì? Trong chánh ngữ. Lời nói của chúng ta nó không thể hiện cái điều đó, thì làm sao mà chúng ta đi bước trên cái con đường bát chánh đạo được. Rồi tiếp theo nữa là thứ chá rí tá, là một cái nhóm từ là hành động xấu ác, hành vi xấu ác. Tiếp đầu ngữ đú là xấu ác. Chá rí tá, cái căn chá cộng ý tá, là một cái danh từ trung tánh, động từ chứ, hành động hay là hành vi. Ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã được thực hành, tức là vì đó đã khép mình vào giới hạnh, đã biết thu thúc các căn, đã thấy sự nguy hiểm, đã thấy cái sự tai hại của cái lời nói thô ác, lời nói đâm thọc, lời nói nguyền rủa, lời nói ganh tị, lời nói tật đố, lời nói sang tham, lời nói hư ngụy, lời nói dối trá, đã được thu thúc. Như vậy trong chúng ta bị những nó chi phối, nó hoạt động. Do vậy sao vậy? Do vậy Đức Phật mới dạy cho chúng ta cái pháp để mà ngăn ngừa, để trở nên thanh tịnh, để giải thoát, chứ không phải là chúng ta tốt đẹp gì. Đúng rồi, chúng tốt đẹp gì. Bất thiện nó có duyên cho chúng, nên chúng sanh khởi. Rồi tiếp theo nữa là sao? Là vācha giác, su cha ri tăng cha rê, là lên thực hành hành vi tốt đẹp, thiện hạnh do khẩu. Như vậy cái khẩu của chúng ta nó chỉ cho ân đức của chúng ta, nó chỉ cho cái âm đức của chúng ta. Nó nói lên cái đức độ của chúng ta, nó nói lên cái đức hạnh của chúng ta, nó cũng nói lên cái sự giải thoát cho chúng ta nữa đó. Giữ lời đừng phấn lộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Và chúng ta biết là lời nói thô ác thì chúng ta rất dễ phạm phải và rất dễ nói ra, kể cả đối với cha mẹ người thân chúng ta, cũng chi là người bên ngoài. Vì sao vậy? Vì thói hư tật xấu của phiền não và cái ý niệm về ngã nơi chúng ta luôn luôn nó bảo vệ, nó che chắn cho cái tôi, cái của tôi. Ai xúc phạm đến tôi là không được, tôi phải tốt như này chứ tôi không xấu như vậy đâu. Người đó nói sai về tôi, nói không đúng về tôi. Quý vị có thấy tất cả mọi phiền não nó đều có thể nuôi dưỡng ý niệm về ngã, và ý niệm về ngã lại nuôi dưỡng nó.
Xấu thì nó là xấu thôi chứ có sao đâu. Rất đơn giản. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta về quán tâm. Tâm tham biết có tâm tham, tâm sân biết con đá có tâm sân thôi. Tâm sân không phải là của tôi thì lập tức phiền não nó không thể bám vào đâu được. Nhưng mà nó có chịu như vậy không thưa quý vị? Nó không chịu như vậy. Bởi vậy nên là chúng ta phải học chánh pháp của Đức Phật một cách rất là căn bản và luôn luôn nhớ các pháp là vô ngã. Không có pháp nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Mọi pháp tốt đẹp nó cũng qua đi. Có đáng để gìn giữ nó không? Mọi cái sự pháp xấu ác nó cũng qua đi. Tại sao chúng ta lại muốn gìn giữ nó, cho nó là tôi, là của tôi? Chúng ta chỉ muốn làm chủ các pháp, nhưng mà chúng ta đã làm chủ được cái thấy của ngày hôm qua, cái ngày hôm nay không? Ngày mai chúng ta gặp đối tượng thị giác nào, chúng ta có biết không? Có được điều đó không? Không thể được. Cái nghe này đơn giản quá phải không? Không cần phải nghiên cứu, không cần phải học hỏi, không cần phải quan sát, không cần phải nói về nó hay sao? Vậy thì thế giới này có cái gì để nói về nó nữa? Không, chính nó là đầu mối của sanh tử luân hồi. Và cũng chính nó là khổ đế, là tập đế, là xả ly, là con đường bát chánh khi có cái hiểu về nó. Có phải do thấy, do nghe, do tiếp xúc? Nếu mà chúng ta không tiếp xúc với con người thì chúng ta có nói những lời ác độc không? Có nói những lời chua ngoa không? Có nói những lời ganh tị không? Có phải do nghe người khác? Có phải như vậy không? Như vậy các pháp được giác ngộ chính trên cái sự tương giao khi mà nó đang được hiện diện. Khi cái thấy có mặt, cái nghe có mặt, cái ngửi có mặt, cái nếm có mặt, cái xúc chạm có mặt, suy nghĩ có mặt. Cái đó mới được gọi là chánh niệm, tỉnh giác trong tứ niệm xứ. Nhưng mà điều đó là rất khó. Lâu lâu nó chỉ có một khoảnh khắc nó trượt vào cái thực tại đó rồi nó lại trượt ra. Mà cái nhân duyên đó là do được gì? Được nghe đúng diệu pháp của Đức Phật. Nó mới có cái duyên trượt vào. Và dần dần nó trượt vào, nó trở thành cái chớn, trở thành cái bánh xe của nó. Rồi từ đó nó mới vận hành cái con đường bát chánh đó một cách năng động. Và nó xuyên phá, đâm thủng cái vô minh tà kiến. Chúng ta tìm xem không? À, không. Phải không? Các phá hiện khởi ở đó rồi. Chưa có mặt rồi. Có
có mặt ở đây không phải là nó có mặt thường hằng, mà nó có mặt cái thực tại đó, nó sanh, nó lại diệt, nó sanh rồi đó lại diệt, nó từ không có nó có một cái gì đó rồi nó biến mất. Ví dụ như là một đối tượng thị giác này nó có ở đây, tự nhiên nó lại biến mất, rồi nó lại có một cái đối tượng thị giác khác, rồi một cái thấy khác để sanh khởi rồi biến mất. Chúng ta có thấy cái điều đó không? Như vậy thì đối tượng thị giác nó luôn luôn thay đổi, và cái nhãn thức này nó cũng luôn luôn sinh lên và diệt đi. Mà mỗi một đối tượng thị giác lại là một cái thấy khác nhau, không có một cái thấy nào giống bất cứ một cái thấy nào trong vòng sanh tử luân hồi. Bởi vì một cái thấy chỉ sanh với một đối tượng thị giác ở cái thời điểm đó duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy cái đối tượng thị giác hôm qua không bao giờ là đối tượng thị giác của ngày hôm nay nữa. Cái thấy cũng vậy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Như vậy thì cái gì luân hồi? Không có con người nào luân hồi cả. Mà luân hồi là gì? Luân hồi không phải là tôi đi đến kiếp sau, mà luân hồi là cái ngũ uẩn này nó bị vô minh, nó cứ tiếp nối, nó sanh ra những cái ngũ uẩn mới và nó diệt, rồi nó lại sanh ra ngũ uẩn mới và nó diệt, chứ không phải là nó trở đi trở lại. Chính vì vậy nó mới là khổ. Cũng vậy, cái ngũ uẩn này bây giờ nó đang là con người, nhưng mà nó đang tạm gọi là con người, danh sắc là người, nhưng mà nó mê gái, nó mê, nó mê sự ma túy. Sao vậy? À, có những cái nó đang làm người thì nó đi đến loài thú, nó đi đến loài giá can, nó đi đến loài rắn, nó đi đến loài hưu loài lai. Còn cái ngũ uẩn này nó đang tiến triển tích lũy những cái thiện pháp để đi đến loài người, đi đến chư thiên, đi đến phạm thiên. Nhưng mà dầu chúng có mang hình thức nào đi chăng nữa thì nó vẫn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Không có một con người, không có một ai ở trên đời cả. Do vậy, tái sanh ở bất cứ cảnh giới nào, mang bất cứ hình thức nào, Đức Phật đã tuyên bố cho chúng ta là ngũ uẩn là khổ đau, là biến hoại, là vô thường, là bệnh hoạn, là chia ly, là ung nhọt, là ổ bệnh tật, là ổ nghiệp báo, là dây thần, là nơi chứa vô minh phiền não, tà kiến, là sự chết chóc. Ngũ uẩn là kẻ giết người, là đao kiếm, là sống xét, là bệnh hoạn, là chia ly, không có chúng thì không có sự than khóc nào cả. Và chúng ta đã nhận kẻ xa lạ, kẻ giết người là bản thân. Và chúng ta luôn luôn nhận ông chủ, chúng ta luôn luôn phục vụ cho ông chủ đó một cách rất là thuần hóa, phải không? Chúng ta để ý đi, người khác chỉ cho chúng ta không bao giờ nghe đâu. Nhưng mà tham mà nó dục chúng ta ở trong đó rồi thì sao vậy? Là chúng ta đi một cách gọi là bất biến, không bao giờ thấy mặt nó ở đâu nữa. Chúng ta, ông chủ đẩy chúng ta đi mà chúng ta đâu có biết ông chủ của mình là ai đâu. Và chiến thắng được ông chủ này khó lắm, không phải dễ. Chỉ khi nào chúng ta tiệm cận được với các pháp như thật, như chúng nào mà thôi. Đó là con đường bát chánh. Và cái bài pháp này thì dạ alo alo
Dạ con hết nghe Đại Đức Tuệ Nhẫn, tiếng của Đại Đức Tuệ Nhẫn rồi, con thỉnh Đại Đức trở lại. Dạ, chúng con hết nghe tiếng của Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng rồi. Dạ, sư còn trước máy không? Con thỉnh sư trở lại. Dạ, chắc đường truyền của sư bị trở ngại và cũng sắp hết giờ rồi. Dạ, con kính... Dạ, con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tòa Minh Hạnh. Mawato sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa buddha nukha vena sada sati huvan tuite. Mawato sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa dhamma nukha vena sada sati huvan tuite. Mawato sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa dhamma nukha vena sada sati huvan tuite. Tất cả phu an con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Minh Hạnh Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta sâm ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam ba wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiếp cha te sắp bề pi đục kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút cha la sang phô hồ tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya cha am he ra kha